khiến cho anh bỏ rất nhiều công sức, tiền của, tâm trí để quyết định là dành tất cả những điều đó cho các đệ tử của anh. Điều gì khiến anh bỏ tất cả mọi thứ mà dành cho đệ tử mình nhiều nhất? Trong kinh hoạt á, phải nói là có nhiều đời nhiều kiếp hôm nay mình mới gặp nhau. Ở ngoài đó 8-9 tỷ người đâu phải dễ đâu gặp nhau. Mình biết cái đường đi về trời là đường nào, mình không thể nở để cho những cái người thân của mình tiền kiếp kiếp này gặp nhau cũng đã là người thân rồi, thì không có để lần lượt trong cõi đời khổ nó ta bà bể khổ mình hơi khó hiểu không. Cuộc đời không ai nói sướng lắm, ai mà mong giơ tay tôi nói tôi sướng đi, người đó mới lại hùng chưa ai dám xưng tan. Mình nói sống cuộc đời là sung sướng, cuộc đời không có gì là sướng, cuộc đời là trẻ con phải trải nghiệm để học hỏi, khổ mới học, làm bài thi thấy khó thì hết yêu thiếu tiền rồi con hư rồi má ba mồ côi đủ bể khổ. Khổ là bài học dở lòng của chúng ta. Chúng ta phải nương nó mà leo lên. Có nhiều người thấy khổ còn chút buồn, đó là hèn yếu. Cho nên người nào chịu khổ được, người đó thành đại.